cúc hoa là chai bao ấy, chai bao. Anh ơi là cúc hoa chứ. Nhiều bạn cứ phao đông sai, cúc hoa ơi, anh ơi cúc hoa không bao giờ thế. Chặt cuối cùng, chưa? Xem từ này là chữ ơ này, à. Chà là chà, đằng thế này, trước đây, phát đông gì nhỉ? Hò hò hò. Nguyên âm là ô này, khu, khu, khúc ba thì là gì nhỉ? Chà, các con này rất là chú ý nhé, đấy, từ một khúc ba là chai bao ấy, chai bao, chai bao ấy, chai bao. Nhưng mà tại sao thầy dạy thế? Bởi vì nhiều bạn mới bắt đầu học tiểu học ấy, cứ nhấm đáp nhiều là anh ơi là khúc ba chứ. Nhiều bạn cứ phao đông sai, khúc ba ơi, anh ơi khúc ba không bao giờ thế. Anh là khúc ba chứ, đấy là khúc ba để chai bao, anh chai bao ơi. Như thế, anh bị tắt luôn đấy. Thế các bạn phải làm chủ ý nhé. Khúc ba đấy, chiều nào cũng phải khúc ba nhé, khúc ba thì chắc chắn chết tại luôn. Để nhớ nhá, khúc ba này, a ba này, khúc ba, ok.